Sáng 22 tháng 3, Thu Phương đã đăng tải đoạn status khá dài có tiêu đề chưa bao giờ là của riêng tôi, với ẩn ý đáp trả một status khác của Tuấn Hưng được anh đăng tải cách đây ít ngày. Trước đó, Tuấn Hưng đã hàm ý trách Thu Phương vì đã hát lại hit Nắm Lấy Tay Anh trong một đêm diễn mà chưa xin phép. Nhạc sĩ Tú Dưa cũng khẳng định chưa từng cho phép ca sĩ nào khác hát lại bài này. Thu Phương cho rằng ai hát hit Chưa Bao Giờ của chị đều cảm thấy hạnh phúc. Chị viết: biết bao nhiêu ca sĩ, kể cả nổi tiếng, ngôi sao, hát những bài hát mà lời là do tôi viết. Họ không biết, mà có khi cũng chẳng cần biết để nói một lời cảm ơn. Tôi cũng không băn khoăn, tôi thấy hạnh phúc. Tháng 9 năm 2015, Thu Phương và Tuấn Hưng đã từng cùng nhau hát Nắm Lấy Tay Anh trên sân khấu live show Mùa Thu của Phương tại Hải Phòng. Hiện dòng status của Tuấn Hưng đã biến mất và đoạn clip Thu Phương hát Nắm Lấy Tay Anh trên kênh YouTube chính thức của chị cũng đã được gỡ bỏ.